Thưa quý vị và các bạn, hiện nay huyện Phù Cử đang tiếp tục khẩn trương truy vết trên diện rộng, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao và thực hiện phong tỏa cách ly tập trung hiệu quả, kịp thời khoanh vùng dập dịch khoa học, hạn chế thấp nhất sự lây lan dịch COVID-19. Đến hết ngày 3 tháng 5, đã lấy được 1.634 mẫu, trong đó 1.513 mẫu đã có kết quả âm tính. 4 ngày vừa qua, cuộc sống của nhân dân thôn Hoàng Xá, nơi đang thực hiện phong tỏa, và khu vực cách ly tập trung cơ bản ổn định. Các gia đình thực hiện nghiêm việc ở trong nhà, không tiếp xúc đông người và đã nhận được sự hỗ trợ về một số nhu yếu phẩm. Hôm mà phát hiện mấy ngày nay là vùng dịch thì tôi không đi ra đường, tôi thủ theo pháp luật, ở nhà chăm sóc các cháu, gạo nước và gà vịt cũng có sẵn rồi, thì thỉnh thoảng thì kịp được con, các cháu ăn. Tinh thần thì chúng tôi cũng không hoang mang. Việc thực hiện nghiêm quy định tại khu cách ly phong tỏa cùng sự quan tâm của các tổ chức, đoàn thể và các nhà hảo tâm sẽ giúp người dân vùng dịch yên tâm thực hiện cách ly phong tỏa, góp phần nhanh chóng khoanh vùng dập dịch. Bên cạnh đó, các cấp học ở Phù Cử cũng chuyển sang học trực tuyến từ ngày hôm nay. Một số gia đình đã hoãn dừng tổ chức đám cưới cho người thân để phòng dịch.